Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50mm Việt Nam. Hôm nay thì mình đang có mặt ở một địa điểm rất hot với giới trẻ giờ là đường sắt Cát Linh Hà Đông. Và tranh thủ bọn mình cũng sẽ review luôn cái bộ mic mà còn được đánh giá khá là cao. Bộ Sony UWP-D21, bộ micro không dây gồm một thu và một phát, được đánh giá ngang với cả cái huyền thoại khác, đấy là Sennheiser G3 và G4. Và không mất cũng mức giá tương đương luôn. Bây giờ hãy cùng xem chúng mình thử cái khả năng thu âm của nó với các điều kiện khác nhau như thế nào nhá. Đi thôi. Nói về khả năng thu âm thì mình sẽ phải xem là cái việc mà thu âm ở các điều kiện khác nhau như thế nào. Ví dụ ở cho đây trong một không gian thì nó hai bên nó khá là hẹp và nó đường xa, nhưng mình nghĩ là cái âm thanh ở trong này nó không gian là khá hơi nên là mọi người xem thử. Đây còn thêm cả cái mic đến trên tông tàu nữa thì không biết là mọi người nghe cái khả năng thu âm lọc âm của nó sẽ như thế nào. Ở đây thì mình đang thử khi mà nói cùng với cả loa luôn, không biết mọi người có nghe rõ không. Một trong những cái đặc điểm mà mình đánh giá cao cái một bộ mic thì đấy chính là cái mic gắn kèm này, nó phải thu rất là tốt, nếu không thì nó sẽ rất là khó để mà lọc được âm cho nó chuẩn và cái giọng của bạn sẽ có đủ độ cao, đặc biệt là khi mình đang dùng khẩu trang như này thì cái âm phát ra nó đã bị lọc bớt một ít rồi. Về cơ bản thì các cục phát và nhận của Sony thì đều là dùng chung cái cục nhận này. Đây là cục URX-P40. Thì cái thiết kế của nó cũng tương đối đơn giản, có hai que anten như này, chắc là để phát sóng nhận sóng tốt hơn. Ngoài ra các cái nút bấm trên này cũng tương đối là đơn giản. Ở trên mic thì gồm có một cổng là cổng phone, tức là để cho các bạn kiểm tra tiếng, có cổng 3.5 và headphone bình thường. Và cổng còn lại là cổng output. Cổng này thì chính là cái cổng để bạn lấy đường tiếng từ chiếc mic và chiếc máy ảnh hoặc máy quay của các bạn. Ở dưới đáy hoặc là bên hông của các bộ phát và nhận của Sony UWP-D21 thì đều có cổng USB Type-C. Và cái cục pin và cái cục phần pin này khá là liền, làm cho mình tưởng đây là một cái bộ micro có thể là sạc bằng cổng C. Tuy nhiên là cái cổng USB Type-C này hóa ra chỉ để là kiểu nâng cấp firmware về sau mà thôi. Còn đâu thì nó vẫn dùng là hai pin AA. Bạn để tháo pin bằng cách là bấm ở hai bên này và sẽ rút được ra hai pin AA ở đây. Đặc biệt là cái bộ mic của Sony này thì luôn kèm hai dây, một là dây 3.5 tu 3.5, tức là hai đầu 3.5, và một dây khác là dây 3.5 và đầu còn lại là XLR để cắm vào các cái máy quay. Thiết kế hoàn thiện của cái bộ mic này của Sony mình đánh giá tương đối cao, nó có trông nó khá là chắc chắn và cái nhựa của nó khá là tốt. Ngoài ra có một cái điểm nhỏ nữa nhưng mà mình thấy là nó thực sự làm cho người dùng cảm thấy khó dễ chịu, đấy chính là cái bông mic này nó có một cái phần G để giữ được cho nó không bị tuột ra, bởi vì một số cái hãng mic rẻ tiền gọi là phân khúc thấp ấy thì cái bông này như kiểu nó gắn rất là hờ vào, nhưng mà với cái mic này thì nó có một cái điểm có một cái nút chặn ở đây và gần như là sẽ không bao giờ rơi được nếu bạn không tháo ra. Như các bạn thể thấy trên tay mình đang một chiếc mic khác, nó khá là giống với những cái mic mà các phóng viên đi lấy tin đúng không nào? Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh 50mm Việt Nam và tôi là phóng viên Bùi Quang Huy, đang tham quan cá Cát Linh Hà Đông. Trên tay mình thì đang là chiếc UTX-M40, một chiếc mic khác mà đã có thể cùng dùng bộ thu URX-P40. Tức là những cái mic của Sony, những cái bộ mic không dây của Sony thì đều dùng chung một cái cục là cục nhận là URX-P40. Thì mình thấy đây là một cái cách dùng tương đối thông minh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị khác nhau. Và cái cách sync cũng rất là đơn giản, bằng việc là chỉ cần chỉnh về đúng tần số hoặc là dùng NFC để cho nó sync về cùng tần số với nhau là xong. Cái việc dùng NFC thì thật ra là mình dùng thì mình thấy là có thể đâu đó mà mình dùng chưa quen nên là chưa chuẩn lắm. Nhưng mà với việc mà sử dụng các cái cách chỉnh ở trên chiếc mic này và trên bộ thu URX-P40 thì đều rất là ổn. Đấy, các bạn hãy nghe cái tiếng tàu đến, không biết là âm thanh có tốt hay không, các bạn cùng đánh giá nhé. Và để cho cuộc test mic nó có ý nghĩa một chút nữa thì bọn mình sẽ mời một cuộc phỏng vấn, bởi vì cái mic này cũng rất là hợp để mà đi phỏng vấn truyền hình đúng không? Người phỏng vấn ngày hôm nay là Cường, bình thường là người quay phim và dựng phim của mình, nhưng hôm nay sẽ được đóng vai là người được phỏng vấn. Đây không phải là lần đầu tiên bọn mình đi những cái chuyến tàu điện trên cao kiểu MRT như này, nhưng mà đây là lần đầu tiên đến với Cát Linh Hà Đông. Thế thì không biết cảm giác của Cường khi mà đi chuyến đi gọi là chuyến tàu rất là đợi rất là lâu rồi, sau bao nhiêu năm thì bạn cảm thấy thế nào?
Em thấy cái chuyến tàu này thì rất là ổn đấy chứ. Tàu sạch sẽ, đi và nhanh, không có bất cứ cái vấn đề gì về kiểu rung lắc như kiểu mình đã từng kiểu lo. Đấy là cảm giác thật, mình đã sợ nó rung lắc các thứ ồn nhưng mà nó rất êm. Chỉ ngoại trừ một cái đấy là nhà ga nó hơi tối tí, quay chụp nó hơi khó. Vâng, đấy là một cái cảm nghĩ của bọn mình, những người mà quay chụp ảnh. Thật ra thì mình thấy là nếu mà hôm nay thì mình đi vào một ngày nó hơi âm u một chút nên là sẽ hơi khó nói, nhưng mà về cơ bản mình nghĩ là nếu mà nhà ga mà nó sáng hơn tí nữa thì chắc là địa điểm rất là đẹp, rất là hợp để sống ảo. Và hôm nay rất là nhiều người đến chụp ảnh rồi. Một lần nữa, nếu mà được đi lần nữa thì bạn có đi không mà đến đây chụp ảnh hay quay phim gì? Có chứ, lần sau sẽ gọi đạo diễn nhà đi quay phim chụp ảnh cho. Ok, view đẹp đúng không? Đúng rồi, ok. Cũng phải nói thêm là build của chiếc UTX M400 này thì cũng khá là kiểu sang xịn mịn. Mình thấy là đây chất lượng độ nhám rất là tốt, kiểu nó rất là bám tay. Và nói chung là trông cảm giác vô cùng chắc chắn, đáng tiền. Vừa rồi thì là những trải nghiệm của 50mm với những cái bộ mic của Sony là bộ UWP-D21 và chiếc mic là UTX-M40. Thì những cái bộ mic này mình đánh giá là chất lượng và những thu âm khá là cao sau khi bọn mình nghe qua tai nghe. Thì không biết là thật sự là chắc là tí nữa sẽ phải go check lại ở trong cái bản dựng xem như thế nào. Nhưng về cơ bản đánh giá khá là tốt. Với cái mức giá nó rơi vào khoảng 14 hoặc 15 triệu đồng thì thật ra là đây là bộ mic khá là cao cấp. Và nó sẽ... mình nghĩ là sẽ khá là phù hợp với những người mà quan tâm đến việc là thu âm có chất lượng thu âm cao, chất lượng âm thanh nó phải tốt. Bên cạnh những cái sản phẩm mà vô cùng nổi tiếng như là Sennheiser G3 và G4 thì đây sẽ là một cái sản phẩm mình nghĩ là có tính cạnh tranh tương đối tốt. Thêm nữa thì đấy chính là sản phẩm này của Sony cũng được phân phối chính hãng tại Việt Nam và có bảo hành tại Việt Nam luôn. Đó tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau, và hẹn gặp lại cả Ga Cát Linh Hà Đông nữa nhé.